Các bạn thân mến, Huy và Hằng đang có mặt tại một địa điểm rất là lý tưởng nối giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng. Một nơi mà chúng ta có thể cảm nhận được sự thư thái của miền Sơn Cước. Và đó là đâu thì Lê Hằng sẽ chia sẻ với quý vị ngay bây giờ. Và điểm đến thú vị mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn thì nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 40 km và cách Đà Lạt khoảng 90 km, nằm trên quốc lộ 27C trên cung đường nối thành phố Hoa và thành phố Biển. Và nơi đây thì chúng ta sẽ cùng có những trải nghiệm rất là thú vị. Và đó là điều gì thì mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi ngắm nhìn những hình ảnh sau đây. Các bạn thân mến, ở giữa một không gian xanh mát như thế này thì chúng tôi được biết là có một cây lim có tuổi đời hơn 100 năm tuổi. Không biết là hàng khi mà thấy cô sư nữ kia đang đua sức đua dưới cái cây gỗ lim này thì làng có thích không? Có muốn thử cảm giác này không? Cũng muốn thử một lần đó anh Huy. Đây sẽ là một trải nghiệm rất là thú vị khi mà hàng có mặt tại đây đúng không nào? Thử thôi đi nào. Đi thôi. Khoan. Giữ tay vô nha. Hai bạn giữ nhau đi. Giữ nhau hả? Em sẽ nắm cái này cho nó. Ừ đúng rồi đó. Nó rớt xuống không? Em phải nắm rồi đó. Được chưa? Hai. Các bạn ơi, có lẽ rằng là đây sẽ là một trải nghiệm rất là thú vị. Ngọc Huy và Hằng nghĩ rằng là các bạn khi mà có được trải nghiệm này với tôi thì cũng sẽ rất là thích và rất là đáng nhớ ạ. Anh thích không mà sao em thấy anh ôm cái dây rất là thích mà dù sợ mà rất là thích ạ. Đây sẽ là một trải nghiệm rất là đáng nhớ khi mà đến với điểm dừng chân suối đá Hòn Giao quý vị ạ. Các bạn thân mến, tiếp tục sẽ là một trải nghiệm rất là thú vị mà chúng tôi đang có được với nhau, được dạo mát ngắm cảnh thiên nhiên núi rừng hùng vĩ tại đây. Nhưng mà không biết là chúng tôi có hoàn thành nhiệm vụ của mình không, vì có lẽ là Huy đang rất là cố gắng để mà chèo bè nhưng mà không biết là nó sẽ đưa chúng tôi đi đâu đây. Như vậy là sau rất là nhiều cố gắng thì Ngọc Huy cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình, đó là đưa Lê Hằng đi dạo chơi trên dòng sông Trang, trên cái chiếc xuồng rất là trong trơn như thế này ạ. Và có thể nói đây là một trải nghiệm vô cùng độc đáo và rất là đáng nhớ khi mà chúng tôi được có được khi mà đến với điểm đến suối đá Hòn Giao. Còn bây giờ thì Ngọc Huy và Lê Hằng xin tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình lần sau.